Xin đồng nhất chào đón quý vị và các bạn đến với Sáng Tạo Việt. Thưa quý vị, việc đổi mới về kỹ thuật trong nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp mà còn giúp các bà con nông dân có thể giảm bớt nỗi nhọc nhằn. Đây là vấn đề không chỉ riêng của những người sản xuất nông nghiệp, của bà con nông dân mà còn là vấn đề của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý. Vì thế mà trong thời gian của Sáng Tạo Việt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vấn đề này. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn hai đội sẽ tham gia chơi, sẽ đến với những thử thách của chúng tôi. Đội đầu tiên đó chính là các thành viên của đội VFU. Đội chơi thứ hai, đội CKSD. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bốn thành viên của hai đội chơi. Xin mời đội VFU ạ. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Chúng tôi là đội chơi VFU đến từ Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Đội chơi của chúng tôi gồm có hai thành viên. Thành viên thứ nhất là tôi, Đào Thanh Hương, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Lâm nghiệp. Và người sẽ cùng đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay là thầy Trần Văn Tùng, giảng viên khoa cơ điện và công trình. Kính thưa quý vị, Trường Đại học Lâm nghiệp đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Và đến với chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay, tiêu chí của đội chúng tôi là giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin mời đội CKSD ạ. Xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Đội chúng tôi CKSD đến từ khoa cơ khí Trường Đại học Sao Đỏ gồm hai thành viên, thầy Đỗ Quân Tùng, tôi Nguyễn Ba Nghìn. Chúng tôi đến với chương trình với mục đích giao lưu học hỏi. Rất mong được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Xin thành cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu hai thành viên của ban giám khảo, những người sẽ đồng hành với chúng ta ở phần chơi đầu tiên và phần chơi thứ hai. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Phó Tránh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Thành viên ban giám khảo thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đàm Quang Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Agricare Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách đầu tiên của chúng tôi dành cho hai đội chơi trong Sáng Tạo Việt tuần này. Đó chính là phần chơi đầu tiên, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Nước ta có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, kỹ thuật và tập quán canh tác dựa vào lao động thủ công là chủ yếu. Đây là nguyên nhân khiến cho năng suất lao động thấp, hiệu quả kinh tế cuối cùng thu được không đủ để bù đắp và khích lệ người nông dân. Tình trạng bỏ ruộng đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng sẽ là yếu tố quyết định để rút ngắn thời gian, chi phí lao động, từ đó tăng hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu bức xúc đặt ra cho các nhà khoa học mà còn là bài toán lớn dành cho các nhà quản lý địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần chơi đầu tiên của Sáng Tạo Việt, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Ở trong phần chơi này thì chúng tôi sẽ đưa ra một chủ đề. Chủ đề này các bạn đã được tiếp cận và được nghiên cứu từ trước khi tham gia chương trình rồi. Chủ đề của chúng tôi dành đến với hai đội chơi đó là giải pháp công nghệ mới giúp cơ giới hóa trong công tác làm đất, nhặt cỏ, chăm sóc cây trồng trong canh tác nông nghiệp. Với chủ đề này của chúng tôi đưa ra, nhiệm vụ của hai đội chơi là các bạn sẽ đưa ra những ý tưởng sáng tạo, những giải pháp riêng của đội mình để giải quyết vấn đề của chúng tôi đưa ra một cách hiệu quả nhất để có thể chinh phục được ban giám khảo. Mỗi thành viên ban giám khảo sẽ dành mức điểm thưởng tối đa cho mỗi phần trình bày của các đội chơi là 1.500 điểm tương ứng với 1.500.000 đồng dựa trên 3 tiêu chí sau đây, đó là tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Và đầu tiên chúng tôi xin mời hai đại diện của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, đó chính là hai thành viên của đội VFU, các bạn sẽ trình bày trước. Các bạn sẽ có thời gian trình bày là 2 phút, xin mời. Kính thưa ban giám khảo và cùng toàn thể quý vị, hiện nay diện tích đất canh tác ở các vùng nông thôn và đặc biệt nông thôn miền núi rất là nhỏ hẹp. Do đó mà cái việc cơ giới hóa các khâu sản xuất trong nông lâm nghiệp hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ những cái điều kiện đặt ra như trên, đội chơi chúng tôi đưa ra một cái mô hình máy canh tác đa năng. Cái mô hình máy canh tác đa năng này bao gồm có động cơ, hộp số, côn nối chính và bánh dẫn hướng. Những cái bộ phận tích hợp trên máy để phục vụ cho canh tác bao gồm có bộ phận cày, bộ phận cụm phay, bộ phận hệ thống tưới, phun thuốc từ sâu, các cái tính năng làm việc của cái máy đa năng này. Cái tính năng thứ nhất là phục vụ cho quá trình canh tác làm đất, đó là việc cày làm đất canh tác. Tính năng thứ hai đó là phay đất canh tác. Tính năng thứ ba là giúp làm nguồn động lực để phục vụ quá trình vận chuyển nông lâm sản. Một tính năng rất quan trọng nữa đó là tạo luống, xới cỏ và vun luống. Một tính năng tiếp theo là tính năng phun thuốc từ sâu và tưới chăm sóc cây trồng. Đội sơ trình bày những điểm mới, những điểm sáng tạo trong cái sản phẩm của mình đưa ra như sau.
Thứ nhất là cái khoảng cách của hai vật bánh có thể thay đổi được cho phù hợp với từng cái loại luống của cây trồng canh tác bằng cách là bố trí lắp khớp then hoa giữa bán trục chủ động với lại trục chủ động để thay đổi cái khoảng cách này. Một cái điểm thứ hai mà nhóm chưa đưa ra đó là cái dàn phay có thể thay đổi được cái số lượng đĩa phay, số lượng dao phay và có thể bố trí dao phay một cách rất là linh động để phục vụ cho quá trình phay đất canh tác và vừa có thể là tạo luống xẻ rãnh. Một cái điểm nữa đó là dao cắt của đội chơi lắp trên đĩa cắt được lắp theo cái dạng khớp bản lề. Do đó mà trong quá trình làm việc trong quá trình canh tác khi mà gặp phải những vật cứng như là đá, như là gốc cây thì bộ phận này sẽ tự động giảm tải cho bộ phận chuyển lực và giảm tải cho cái sự quá tải của động cơ. Bu ly chuyển động cho bộ phận công tác có rất nhiều nước đai khác nhau cho phép là thay đổi cái tỷ số chuyển tiếp vận công tác để phục vụ khi mà phay đất canh tác thì chúng ta cho tỷ số chuyển thấp và lắp cứng lưỡi phay, còn khi mà xới cỏ vun luống thì chúng ta có thể là thay đổi bằng cách là tốc độ cao lên và sử dụng theo nguyên lý búa đập. Cảm ơn ban giám khảo cùng quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của các thành viên đội VFU. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý tưởng của hai đại diện đến từ trường Đại học Sao Đỏ. Đó chính là các thành viên của đội CKSD. Xin mời các bạn. Kính chào ban giám khảo, xin kính chào quý vị khán giả. Đến với chương trình hôm nay, đội chúng tôi xin đưa ra ý tưởng máy cắt tỉa cành vải. Dựa vào thực trạng ở Việt Nam, ở một số vùng trồng vải với quy mô lớn như ở Lục Ngạn, Bắc Giang, ở Thanh Hà, Hải Dương, đặc biệt là địa bàn thị xã Chí Linh, nơi có trường Đại học Sao Đỏ chúng tôi. Người nông dân trồng vải sử dụng các phương tiện cắt, dụng cụ cắt là dụng cụ thủ công như dao, kéo. Dụng cụ cắt thủ công này năng suất cắt thấp, chất lượng cắt kém, thậm chí có thể gây tai nạn trong quá trình leo trèo cao. Đội chúng tôi đưa ra ý tưởng máy cắt. Máy cắt chúng tôi giúp cho cải thiện năng suất và giảm nguy hiểm cho bà con. Đặc điểm máy cắt chúng tôi thì máy cắt chúng tôi chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là phần đầu máy cắt. Đầu máy cắt là phần quan trọng nhất. Chúng tôi bố trí một motor có kích thước nhỏ gọn, tích hợp cả phần hộp số. Vì vậy, chúng tôi có thể cắt được những cành sâu, cành già, cành có kích thước đường kính lớn hơn các sản phẩm trên thị trường. Và gắn trên đầu trục da của motor là chúng tôi gắn lưỡi cắt thiết kế theo hình cánh quạt có 3 cánh và mỗi cánh cách nhau 120 độ. Và chúng tôi cắt theo phương pháp là cắt vát. Cắt vát đây chúng ta có thể cắt góc có thể từ 15 đến 30 độ. Cần cắt chúng tôi được chế tạo là thanh trụ rỗng và chế tạo bằng hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm đây chúng tôi chọn hợp kim nhôm 7075T652. Đây là hợp kim nhôm đảm bảo cực kỳ nhẹ và độ cứng cao. Trục của chúng tôi hay gọi cần cắt chúng tôi thì có thể thay đổi kích thước do các khớp ở trên trục. Và trên trục chúng tôi gắn cái công tắc để điều khiển. Phần thứ ba, chúng tôi bố trí các đai. Cái đai này thì để ôm sát cơ thể giúp bà con nông dân tránh được mệt mỏi trong quá trình cắt để dễ dàng hơn trong các thao tác cắt. Năng lượng chúng tôi đây sử dụng năng lượng là năng lượng ắc quy hoặc chúng tôi thể sáng chế ra cắt thu hoạch quả vải nếu chúng tôi sử dụng một cái thiết bị đó là cái sọt gắn ở trên thân của máy cắt. Máy cắt chúng tôi thì có ưu điểm vượt trội đó là đơn giản, gọn nhẹ, dễ chế tạo, chi phí chế tạo thiết bị thấp và dễ áp dụng nâng cao năng suất đối với cắt tỉa cành vải. Trên đây là phần trình bày chúng tôi. Xin cảm ơn sự lắng nghe của ban giám khảo cũng như quý vị khán giả. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ là lúc mà chúng ta cùng nhau hướng tập trung với hai thành viên của ban giám khảo bởi họ sẽ đưa ra những đánh giá và nhận xét. Xin mời ban giám khảo. Đội VFU, trường Đại học Lâm nghiệp. Trong cái điều kiện cái luống không được thẳng hoặc là có những điều kiện dụng vát thế này, liệu các bạn mà chỉnh trục có được hay không? Có bị ảnh hưởng tới cây trồng hay không? Cái thứ hai nữa là việc mà áp dụng cái phun thuốc trừ sâu vào trong cái máy đa năng thì tôi cái này các bạn phải xem xét thật là kỹ. Tại vì thuốc trừ sâu nó là chuyên ngành. Mà khi phun thuốc trừ sâu ấy thì liệu khi các bạn chỉ áp dụng cái máy phun trên bề mặt này, liệu cái hiệu quả của thuốc có cao hay không? Thì đấy là cái mà hiện nay tôi đang rất là băn khoăn về một số cái máy mà đa năng của các bạn. Với đội CKSD, thứ nhất khi bà con cắt cành vải thì bao giờ bà con cắt có tuyển chọn, cắt có lựa chọn chứ không phải bà con cắt hết. Thì liệu một cái máy của các bạn nó quay liên tục như này, khi các bạn đưa lên thì liệu nó có bị ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây hoặc những cành mà không cần cắt hay không? Hay là khi các bạn mà đưa cái máy cắt của bạn lên một cái là tất cả những cái mà vùng xung quanh là bị chém hết hoặc là bị ảnh hưởng hết. Cái thứ hai nữa là các bạn đưa ra giải pháp là treo cái sọt vào trong cái cần. Các bạn đã treo cái motor rồi, nó đến cả đến gần 1 kg rồi. Khi các bạn treo thêm cái sọt, cộng cái sọt vào ít nhất là 5 đến 10 kg thì liệu một cái cần rất nhỏ như vậy, các bạn không có một cái đấu trọng như vậy, liệu các bạn có giữ được cái sọt đấy trên cái vải mà để cắt được không? Đối với đội VFU của trường Đại học Lâm nghiệp, ưu điểm rất rõ và đây cũng đồng thời là tính mới của giải pháp kỹ thuật này. Đó là các bạn đã
có ý tưởng về một cái thiết bị và thiết bị đó có tích hợp được nhiều chức năng của các cái sản phẩm hiện có. Bên cạnh cái ưu điểm rất rõ ràng này thì cũng có những ưu điểm về mặt kỹ thuật, hay cũng có những cái tính mới về mặt kỹ thuật tương đối rõ. Ví dụ như các bạn nghĩ đến việc là làm cho hai cái vệt bánh có thể thay đổi được và làm cho rất là linh hoạt đối với cái việc đánh luống, tạo luống. Bên cạnh đó thì cái điều mà làm cho tôi băn khoăn, tôi nghĩ rằng là cũng không hẳn nó là hạn chế, nhưng mà làm cho tôi băn khoăn đấy là cái tính ứng dụng của nó. Dường như là khi mà chúng ta đặt nó trong một cái địa hình cụ thể, đúng không ạ, thì cái sản phẩm này dường như là nó phù hợp hơn với những địa hình bằng phẳng và hoặc là địa hình có độ dốc, nhưng mà cái độ dốc nó không được lớn quá. Thì đấy là đối với lại đội VFU. Còn đối với đội CKSD, các bạn lại xuất phát từ cái bối cảnh rất cụ thể ở địa phương của các bạn và nghĩ ra được có một cái giải pháp kỹ thuật nó phù hợp với lại cái nhóm đối tượng ở địa phương các bạn, cái nhóm sản phẩm của địa phương các bạn, thì tôi cho rằng là đấy là cái điều mà rất là đáng khích lệ. Thế nhưng các bạn cũng cần phải nghĩ thêm. Thế bây giờ là không biết là tự bản thân các bạn, chính các bạn cũng đã nghĩ ra một cái máy tổng thể, cái sản phẩm tổng thể khi mà tạo ra thì nó sẽ hình thù như thế nào chưa? Tôi hình dung là sẽ có một cái đai thắt vào người như thế này, sau đó sẽ có một cái cần ra như thế này, đúng không ạ? Đầu cái cần thì có một cái động cơ và sau đó lại kéo thêm một cái sọt. Trời ơi, nếu đúng là một cái sản phẩm như vậy thì rõ ràng là nó rất là bất tiện. Thì tôi e rằng là khi mà các bạn muốn triển khai cái giải pháp kỹ thuật này và các bạn muốn đưa nó vào thực tiễn thì các bạn phải nghĩ thêm một chút đến cái tổng thể của sản phẩm và làm cho sản phẩm nó trở nên tiện ích hơn. Và cảm ơn ạ. Thay mặt ban giám khảo, tôi công bố điểm số mà hai đội giành được ở trong phần chơi thứ nhất như sau. Đối với đội VFU của trường Đại học Lâm nghiệp, về tính mới của giải pháp công nghệ thì các bạn giành được 900 điểm. Trình độ sáng tạo của giải pháp công nghệ thì các bạn giành được cũng 900 điểm. Và về khả năng ứng dụng và hiện thực hóa ý tưởng và khả năng thương mại hóa của giải pháp thì các bạn cũng giành được một điểm số rất là cao, cũng là 900 điểm. Xin chúc mừng đội VFU. Còn đối với đội CKSD của trường Đại học Sao Đỏ, đối với tính mới của giải pháp công nghệ thì các bạn giành được 800 điểm. Đối với trình độ sáng tạo của giải pháp công nghệ thì các bạn cũng giành được 800 điểm. Và về khả năng ứng dụng thì chúng tôi cũng đánh giá cao, đó là các bạn đạt được 900 điểm. Xin chúc mừng đội CKSD. Xin cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng cả hai đội chơi với những mức tiền thưởng các bạn đang có trong quỹ hiện nay như sau. Các bạn đội VFU, các bạn đang sở hữu số tiền thưởng là 2.700.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đội CKSD thì hiện nay các bạn đang có là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã vừa được cùng nhau nghe về những ý tưởng mới và sáng tạo của cả hai đội chơi để giải quyết chủ đề chúng tôi đưa ra. Chúng tôi hy vọng là những ý tưởng này sẽ sớm được hoàn thiện và ứng dụng để giúp đỡ cho bà con nông dân đỡ vất vả hơn trong việc đồng áng cũng như là trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Và thưa quý vị, ở phần tiếp theo, chương trình Sáng tạo Việt hôm nay sẽ mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về một giải pháp công nghệ rất sáng tạo hỗ trợ cho công tác làm đất, nhặt cỏ và chăm sóc cây trồng. Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu qua phần chơi tiếp theo của chương trình, phần chơi mang tên Đi tìm nhà sáng chế. Là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, đất đồi núi có độ dốc lớn, người nông dân vẫn bao đời vất vả trên nương cày ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không ngoại lệ, gia đình ông Quảng Văn Lư ở bản Hôm, xã Triềng Cọ cũng là một trong những hộ gia đình có diện tích gieo trồng lớn. Hàng năm cứ đến mùa làm cỏ, gia đình ông vẫn sử dụng công cụ thô sơ hoặc thuốc diệt cỏ, rất có hại cho môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động và cộng đồng. Từ khi có máy cuốc xới đất cỏ cải tiến của kỹ sư Bùi Trung Hậu, công việc diệt cỏ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Công việc cuốc đất và làm cỏ của nhà nông chúng tôi là rất vất vả. Thì trước đây thì khoảng 1 hectare đất của tôi thì làm thì phải mất 7 đến 9 người làm trong 3 ngày thì mới có thể xong được. Từ khi có máy cuốc
và xới đất cỏ này thì giúp chúng tôi là làm cỏ được nhanh hơn và giúp cho chúng tôi là về nhân công và thời gian được tiết kiệm được rất nhiều, kịp thời hơn cho mùa vụ. Xuất phát từ những cái bất cập trong công việc làm cỏ của bà con nông dân, tôi nghiên cứu được cái máy cuốc xới cỏ cải tiến nhằm làm sao để giúp bà con nông dân diệt được cỏ nhanh, triệt để, không tốn nhiều công lao động. Về cấu tạo tổng thể của cái máy, chúng tôi dùng một cái bánh xe mini giúp người sử dụng không cần phải đeo hay không phải mang phát cái động cơ trên cơ thể. Người sử dụng rất nhẹ nhàng mỗi ngày khi di chuyển. Qua những cái phản hồi của bà con nông dân khi sử dụng cái máy này, thì chiếc máy này mang lại những lợi ích nhất định cho bà con nông dân trong công việc làm cỏ. Nhóm nghiên cứu chúng tôi mong muốn thời gian tới được nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và giúp chúng tôi cùng với chúng tôi để đưa ra cái sản phẩm ra thị trường với giá thấp nhất để phục vụ được cho bà con nông dân. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần chơi thứ hai của Sáng tạo Việt đi tìm nhà sáng chế. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Xin chào anh. Quý vị thân mến, với khách mời tham gia với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đó chính là anh Bùi Trung Hậu, là tác giả của chiếc máy cuốc xới đất cỏ cải tiến mà chúng tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn trong đoạn phóng sự vừa rồi. Xin được giới thiệu ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Xin kính chào ban giám khảo và hai đội chơi. Nghe cái tên của chiếc máy này thôi thì chúng ta có thể hiểu được là chiếc máy của anh có hai tác dụng đúng không ạ? Thứ nhất là cuốc và thứ hai là xới đất cỏ. Xin giới thiệu với quý vị khán giả là cái chiếc máy mà cuốc xới đất cỏ cải tiến của tôi, là khi mà chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra, mục đích đầu tiên là mục đích là để xới cỏ. Và khi mà xới cỏ được, muốn xới cỏ được triệt để thì chúng ta phải xới cỏ tận gốc. Và muốn xới cỏ tận gốc thì buộc chúng ta phải cuốc nó lên. Chính vì đấy nó kết hợp được cả hai tính năng, vừa cuốc xới vừa làm diệt cỏ, thì tôi mới đặt tên nó là máy cuốc xới đất cỏ. Khi mà chiếc máy hoạt động thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào anh? Về cái nguyên lý hoạt động của cái máy thì là, thứ nhất là người sử dụng sẽ đứng với tư thế là chếch sang máy một cái khoảng cách, tạo ra cái thế kiểu ba chân, giữ cho chiếc máy được thăng bằng và khởi động động cơ lên và bắt đầu dùng điều khiển tay ga theo dạng cò bóp. Và khi cái dàn cuốc xới đạt đến được một cái tốc độ nhất định rồi thì bắt đầu hạ dần dần dàn cuốc xới tiếp xúc với mặt đất chứa cỏ và đẩy từ từ nhẹ nhàng tiến về phía trước. Cuốc xới vào lòng đất với độ sâu khoảng 3-4cm đủ để làm bật những gốc cỏ thông thường hay có trên đất nông nghiệp. Cái mặt đất mà dàn cuốc đi qua thì được phá váng lên, phá váng cái mặt đất để giúp cho sau khi làm cỏ thì người nông dân có thể bón luôn phân để dễ dàng ngấm vào lòng đất và tạo độ phì cho mặt đất. Vâng, cảm ơn tác giả Bùi Trung Hậu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ mà chúng tôi dành đến với cả hai đội chơi trong phần chơi thứ hai này. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ đưa ra những ý tưởng, sự sáng tạo của mình để hoàn thiện hơn chiếc máy này của anh Bùi Trung Hậu. Nhiệm vụ thứ hai đó là việc các bạn kế thừa và các bạn sẽ phát triển để sao cho chiếc máy này trở nên có nhiều công dụng hơn, hoặc là chúng ta sẽ đưa hẳn ra những cái giải pháp công nghệ dựa trên cơ sở kế thừa những cái ý tưởng và cái giải pháp công nghệ này của tác giả Bùi Trung Hậu. Và nhiệm vụ cuối cùng cũng rất quan trọng là chính tác giả sẽ đưa ra một câu hỏi thử thách dành đến với hai đội chơi sau khi mà các bạn đã giải quyết nhiệm vụ đầu tiên và nhiệm vụ thứ hai rồi. Trước khi chúng ta đến với hai nhiệm vụ đầu tiên của hai đội chơi, chúng tôi sẽ dành đến cho các bạn 30 giây để các bạn thảo luận, suy nghĩ. 30 giây bắt đầu. Giây đã trôi qua, và trước khi các đội chơi đến với phần trình bày của mình thì tôi cũng xin lưu ý là mỗi thành viên ban giám khảo của chúng tôi sẽ dành mức tiền thưởng tối đa cho các phần trình bày của các bạn là 1.500.000 đồng, dựa trên 3 tiêu chí, đó chính là tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Và ở phần chơi thứ hai này thì đầu tiên chúng tôi đang chờ đợi những ý tưởng và phần trình bày của hai thành viên đội CKSD. Thưa tác giả, là theo tôi nghĩ là bánh xe này chúng ta thể chế tạo nó có kích thước lớn hơn nữa thì cái khả năng cân bằng của máy sẽ tốt hơn ạ. Còn cái thứ hai nữa là bình chứa xăng chúng ta có thể chế tạo nó lớn hơn một chút nữa ạ. Tôi nghĩ là khối lượng của cái bình xăng là chúng ta làm cái kích thước lớn lên thì khối lượng bình xăng lớn thì chúng ta có thể tăng cái kích thước của bánh này lên, hoàn toàn có thể đảm bảo được tính ổn định cho máy. Các bạn biết là bà con đứng ở vị trí như này,
Và khi bật như này và chạy suốt ngày thì cái khí thải sẽ trực tiếp tác động đến cái hệ hô hấp, tác động đến người sử dụng. Trong quá trình dài thì nó sẽ gây ảnh hưởng. Ý tưởng chúng tôi là cái thay thế cái năng lượng, nguồn năng lượng mới, thay thế cho nguồn năng lượng xăng để là sử dụng bằng điện ạ. Tôi sẽ hết ý kiến ạ. Vâng, xin cảm ơn đội CKSD, các bạn đã cho chúng tôi biết phần trình bày của mình rồi. Chúng tôi đang tiếp tục chờ đợi những ý tưởng và sự đóng góp ý kiến của hai thành viên đội VFU. Xin mời ạ. Thay mặt đội VFU, chúng tôi xin phép trình bày về cái phần đóng góp ý kiến của mình. Thì theo cái nhận định của chúng tôi và trong cái lĩnh vực về cơ giới hóa nông lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp cũng đã nghiên cứu thì thấy rằng cái bộ phận mà của tác giả đưa ra đó là cái bộ phận trục mềm. Tuy nhiên khi mà bị uốn cong, và thứ hai là với cái công suất của động cơ là 1,1 kW, tốc độ quay của động cơ là 7.000 vòng trên phút, thì như vậy nó sẽ làm cho cái vỏ này tiếp xúc với cái trục bên trong sẽ gây ra cái hiện tượng ăn mòn và nhanh bị hư hỏng. Thì đơn giản thôi, đội tôi thì đề xuất cái phương án cải tiến cái máy này của tác giả như sau. Thứ nhất là chúng ta vẫn cứ sử dụng trục cứng nối thẳng xuống phía dưới này, và do đó mà cái bộ phận công tác sẽ làm lệch sang một bên theo cái dạng chữ L, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình một là tăng cái tuổi thọ của cái trục mềm bên trong, và thứ hai là kết cấu nó cũng sẽ vẫn phù hợp hơn. Một cái thứ nữa, dựa trên cái nền tảng kế thừa của các loại động cơ mà tác giả đã lựa chọn để phục vụ câu băm sới như này, thì chúng ta có thể làm một cái tích hợp đa năng hơn lắp ở phía đầu này, thay chỉ cần thay cái bộ phận công tác này bằng những bộ phận chuyển động. Ví dụ như ở phía này chúng ta có thể bố trí một cái dạng cắt hình đĩa để ví dụ như trong quá trình mà khai thác chặt mía, cây ngô ở đồng quê, khi mà bà con dân phải cầm dao phang chặt rất là vất vả, chúng ta có thể là bố trí cái bộ phận này và chuyển động theo cái dạng đĩa. Tức là tích hợp vào, có thể lắp được cả hai cái một lúc, thì giúp cho quá trình vừa cái thằng này để phục vụ cho quá trình chăm sóc sới bón, và cái anh kia phục vụ cho quá trình thu hoạch. Vâng, xin. Vâng, xin cảm ơn thành viên của đội VFU. Cảm ơn anh. Cô xin giới thiệu sơ qua là Hậu là không phải chuyên môn về cơ khí. Hậu khi mà nghiên cứu cái máy này thì Hậu cũng bằng xuất phát từ tình thương yêu bố mẹ và nhỏng niềm đam mê. Thì mong sao để bố mẹ đỡ vất vả. Và chắc chắn là cái máy này sẽ không tránh được nhiều những cái thiếu sót. Nên là những cái ý kiến đóng góp của cả các bạn thì Hậu sẽ lắng nghe và sẽ có những cái sự điều chỉnh. Và cái điều Hậu băn khoăn nhất trên chiếc máy này, cái lưỡi cua là đang gặp phải cái vấn đề là nó hay bị quấn dây vào và không chặt được những loại cỏ cao. Mà đấy là câu hỏi mà Hậu muốn gửi tới hai đội thi hôm nay, cùng với Hậu giúp Hậu hoàn thiện cái máy này hơn. Xin cảm ơn. Đầu tiên xin mời đội CKSD, các bạn sẽ trả lời trước. Ở đây tác giả đưa ra đó là thép CT45, thép chất lượng thường nữa. Nếu sử dụng vật liệu như vậy, tác giả sẽ gặp phải cái vấn đề đó là khi gặp phải đá, phải sỏi thì nó sẽ bị cong vênh. Giải pháp của đội tôi đưa ra để tránh hiện tượng cỏ bị quấn vào trong cái lưỡi cắt, thì đây chúng ta có thể thiết kế chế tạo, chọn cái bu lông nó nhỏ hơn một chút về kích thước. Thứ hai là chúng ta có thể làm phẳng, làm thẳng cái thanh lưỡi cắt có độ cong nhỏ hơn như hiện tại, thì sẽ giảm được cái việc cỏ bị cuốn vào trong cái lưỡi cắt ạ. Xin cảm ơn đội CKSD, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội VFU. Kính thưa ban giám khảo và kính thưa tác giả, đội VU chúng tôi xin đóng góp một số cái ý kiến trên cái cơ sở tác giả đưa ra câu hỏi như sau. Thứ nhất là về cái vấn đề tăng cái tuổi thọ của dao cắt. Đội chúng tôi sử dụng cái nguyên lý văng đập ở phần bộ phận dao cắt, thì kể cả con dao cùn nó cũng sử dụng cái động năng của nó để đập nát cái đối tượng là đất là cỏ, để mà phay nát cái lối đi của nó. Cái thứ hai nữa là đối với cái bộ phận công tác như chúng ta nhìn ở đây, thì khi gặp cái đối tượng, nếu chúng ta cắt cái đối tượng cây cao, nếu chúng ta cắt ở cái tầng thấp này thì cây nó sẽ đổ vào và gây ra cái hiện tượng mà bị cuốn và làm cho cái bộ phận của chúng ta bị kẹt. Chính vì vậy mà đội chơi VFU đề xuất một cái ý tưởng, đó là chúng ta sử dụng một cái khung phía đằng trước này, nó rất đơn giản thôi, để đè cái cây nó ngả xuống trước khi mà bộ phận công tác tiến đến và cắt và băm nát nó đi. Vâng, đấy là cái đóng góp ý kiến của chúng tôi. Xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn tác giả. Và xin cảm ơn hai đội chơi. Vâng, thưa tác giả, vừa rồi chúng ta đã vừa nghe những sự đóng góp cũng như là cái việc giúp tác giả có thể giải quyết những khó khăn trong quá trình tác giả cải tiến chiếc máy này của mình. Tác giả thấy sao ạ? Trước hết mình xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn, hai đội chơi trao đổi về cái ý kiến đóng góp của VKSD. Thứ nhất là các bạn bảo là uốn giảm cong của lưỡi cuốc, thì cái khoảng cách mà Hậu tính ở đây là khoảng cách làm sao máy đạt được năng suất nhất định và có thể đi được vào các khe hàng cây trồng sẵn.
Nếu mà chúng ta giảm cong của lưỡi cuốc thì lập tức sẽ bị lõi sỏi đất, sẽ bị lọt cỏ không diệt triệt để. Vì giảm cong mà thì các lưỡi cuốc sẽ không giao được nhau. Cái ý của các bạn muốn thay đổi cái vật liệu là ví dụ xếp CT70, CT90 thì cái phần giá thành đối với hộ mà khi mà người nông dân người ta mua thì cũng là một cái vấn đề mà đáng quan tâm. Ý kiến đóng góp của đội VFU thì các bạn có đưa ra một cái ý tưởng là đưa một cái khung càng đẹp đằng trước để đè thay cỏ xuống. Thế vậy cái này hậu cũng đã nghĩ. Vậy khi mình đặt cái khung càng đằng trước, trước mình gặp một cái vật gì đó nó nặng hoặc mỏm đá hoặc là gốc cây thì mình có đè được không? Các bạn lại đưa trục cứng. Đưa trục cứng vào thì ngay từ những cái máy xới cỏ, cắt cỏ cầm tay người ta đã sử dụng trục cứng. Mà hậu đã phát triển cải tiến lên là vì nếu áp dụng phương pháp trục cứng thì rất dễ gây vỡ bánh răng. Bởi vì khi lực moment lực máy tác động trục cứng không có giảm chấn thì lập tức vỡ bánh răng, chỉ chạy buổi sáng là vỡ bánh răng. Hậu đã thử nghiệm cái đấy. Phương pháp mà các bạn đưa ra là dùng búa thì các bạn không bắt cố định lại. Thì khi mà moment quay lớn đập con dao mà bạn để vào nó, bạn treo ở đấy được mà chốt ở đấy được thì nó phải đảm bảo độ dày nhất định. Chứ còn thép một ly này bạn đục một cái lỗ bạn quay chỉ cần buổi sáng là bay hết lưỡi. Cũng xin trao đổi với tác giả một chút, bởi vì là khi nhóm đưa ra cái phương án cải tiến của mình thì nó phải đồng bộ. Thứ nhất là nếu như mà sử dụng trục cứng mà tác giả nói là bánh răng mà có thể bị phá vỡ thì không thể nào, bởi vì là cái dàn sới đằng trước là sử dụng nguyên lý búa văng, cho nên là khi mà va đập thì cái con dao nếu như mà cái vật cứng quá, tải lớn quá thì con dao nó bị đập lại, còn cái trục nó không ảnh hưởng gì, do đó mà bánh răng không ảnh hưởng gì. Đấy thứ nhất. Thứ hai, nguyên lý búa văng, chúng ta thấy là tốc độ của trục quay nếu như ở 6.000 đến 7.000 vòng trên phút, cái động năng nó rất lớn, mà chính cái động năng này để cắt đất chứ không phải là chỉ đập lát. Cái này là nguyên lý là đã có nghiên cứu về lý thuyết, về thực tế khẳng định thành công. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn. Chúng tôi sẽ hy vọng là thông qua chương trình Sáng Tạo Việt, đặc biệt là ở phần chơi thứ hai này, thì đây chính là một cái diễn đàn, là cái nơi để chúng ta sẽ cùng trao đổi và hoàn thiện hơn các sản phẩm, các giải pháp công nghệ, thậm chí là những sáng chế để giúp cho tất cả những sản phẩm đó sau khi mà chúng ta đưa vào thực tế sẽ hoàn thiện hơn và sẽ ngày càng có nhiều công năng hơn để giúp nâng cao cuộc sống của con người. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tác giả Bùi Trung Hậu đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa chiếc máy cuốc xới đất cỏ cải tiến này. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã vừa có thời gian để lắng nghe những suy nghĩ và sự đóng góp của hai đội chơi dành cho chiếc máy cuốc xới đất cỏ cải tiến của tác giả Bùi Trung Hậu, cũng như là trực tiếp nghe những chia sẻ của tác giả về chiếc máy này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ nhận xét và đánh giá như thế nào. Xin mời ban giám khảo. Đối với đội VFU của trường Đại học Lâm nghiệp thì ở cái phần đầu tiên là phần đưa ra những cái ý tưởng để hoàn thiện cái giải pháp kỹ thuật CX01 của tác giả Hậu. Đối với cá nhân tôi thì các cái giải pháp này nó thuyết phục tôi. Liên quan đến chuyện các bạn hoàn thiện cái giải pháp kỹ thuật CX01 thì tôi thấy là đúng là các bạn có tư duy tích hợp. Phần chơi thứ hai này các bạn cũng nghĩ đến ngay một chuyện là tích hợp thêm một cái bộ phận để tăng cái chức năng cho chiếc máy đơn giản nhưng mà cũng rất là hữu ích này. Thì tôi cho rằng là cái tư duy tích hợp thì cũng là một cái tư duy rất là tốt. Liên quan đến cái phần trả lời câu hỏi thử thách của tác giả giải pháp kỹ thuật đưa ra, các bạn có cái ý tưởng là sẽ thiết kế thêm một cái khung càng, đúng không ạ? Kết hợp với cái nguyên lý va đập bằng cái búa, đúng không ạ? Và cái dao làm sao nó phải sắc, đúng không ạ? Thì có ba cái yếu tố như vậy, tôi cho rằng nó cũng rất là phù hợp thôi. Thế còn đối với đội CKSD của trường Đại học Sao Đỏ, ý tưởng để hoàn thiện cái giải pháp kỹ thuật là làm cái bánh xe to hơn chưa hoàn toàn thuyết phục tôi. Cái ý thứ hai, kế thừa và phát triển cái giải pháp kỹ thuật thì tôi rất là tâm đắc ý tưởng mà các bạn đưa ra. Bởi vì đúng như bạn nói là bên cạnh những cái tính hữu ích thì cái tính thân thiện môi trường và bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng là những cái yếu tố mà rất đáng quan tâm hiện nay đứng từ góc độ công nghệ. Vâng, mà bởi vì bạn đã để ý được cái yếu tố đó và bạn nghĩ đến một cái nhiên liệu khác thì đấy là một điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh. Thế nhưng ở đây thì nếu mà bạn nghĩ đến nhiên liệu là điện thì liệu là sử dụng cái nhiên liệu điện đấy thì nó có đảm bảo cái công suất cho cái máy này hay không? Cái câu hỏi thử thách ở đây thì bạn có đưa ra hai cái giải pháp. Một là bạn quan tâm đến vật liệu của cái lưỡi dao thì tôi hoàn toàn đồng ý. Cái điểm thứ hai mà các bạn đưa ra, các bạn cho rằng là nên giảm cái kích thước của cái bu lông thì ở đây thì không thuyết phục tôi. Cảm ơn ạ. Đội CKSD, khoa cơ khí trường Đại học Sao Đỏ.
thì các bạn đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo cũng như kế thừa cũng rất hợp lý thôi. Các bạn đưa ra cái ý tưởng sáng tạo là tính cân bằng, rồi là tăng kích thước của bánh, rồi là thay thế nguyên liệu bằng điện bằng xăng, toàn những cái có thể rất hợp lý. Tuy nhiên nó hợp lý mức độ nào nữa thì cái này thì đề nghị là bên nhà sáng chế nghiên cứu và có thể áp dụng được hoặc có thể không áp dụng được, tại vì nó còn phù hợp, nó còn liên quan rất nhiều những cái chi tiết khác nữa, các bộ phận khác của máy. Về cái phần mà câu hỏi thử thách của tác giả cho các bạn là làm sao để tăng tuổi thọ cái lưỡi dao cũng như là hạn chế được cái cỏ bị cuốn vào, thì các bạn đưa ra giải pháp là chọn bộ lông nhỏ hơn hoặc là giảm làm thẳng cái lưỡi dao cũng như giảm độ cong của lưỡi dao. Chưa hẳn là làm cho tôi thấy nó là giải pháp thực sự, là vì là khi tác giả đưa ra thì các tác giả đã tính toán rất kỹ về từ cái cấu trúc, từ cái bộ phận liên quan, từ cái lưỡi dao, từ những cái mà phù hợp với thực tế. Tại tác giả là người thực tế làm ra thì tôi cũng thiên về những cái nhận xét của tác giả. Về phần đóng góp ý tưởng cũng như là kế thừa phát triển của đội VFU trường đại học lâm nghiệp, tôi thấy các bạn có tính chuyên môn rất là cao. Thì các bạn đưa ra cái ý tưởng là sáng tạo trục đứng, thì trong đấy tôi ấn tượng nhất là lắp theo cái dạng chữ L, thì mình có rất dễ dàng mình đưa vào, mình lách vào những cái khe hoặc là mình đưa vào tận sát cái gốc cây mình có thể cắt được. Thì cái này là tôi thấy là một cái giải pháp có thể nói là rất là hay. Về phần câu hỏi thử thách thì các bạn cũng đưa ra sử dụng khung để đè cỏ sau đó cắt và đập, thì cái này tôi thấy cũng hợp lý, là vì là cũng áp dụng nguyên lý giống của máy gặt đập lúa. Thì khi bao giờ người ta có một cái, người ta đè lúa xuống, sau đó người ta cắt đi, cắt xong đó là người ta làm, thì tôi thấy là cũng rất là hay, rất là hữu ích. Tôi thay mặt ban giám khảo công bố điểm của hai đội như sau. Đội VFU với phần đóng góp ý tưởng hoàn thiện sáng chế thì các bạn được điểm tuyệt đối là 1.000 điểm. Về phần kế thừa và phát triển, các bạn được 900 điểm. Và phần 3 nội dung trả lời câu hỏi thử thách, các bạn được 900 điểm. Đối với đội CKSD, khoa cơ khí của trường Đại học Sao Đỏ, về phần 1 nội dung ý tưởng và hoàn thiện sáng chế thì các bạn được 800 điểm. Phần 2 về kế thừa phát triển thì các bạn được 900 điểm. Phần 3 các bạn được 800 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa chúc mừng cả hai đội chơi với mức điểm thưởng mà các bạn vừa có cho phần chơi thứ hai này. Và hiện nay thì tổng số điểm thưởng đang có trong quỹ của mỗi đội như sau. Xin chúc mừng các bạn đội VFU, các bạn đang sở hữu mức điểm thưởng là 5.500 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, 5.000 điểm đó chính là mức điểm đang có trong quỹ của hai thành viên đội CKSD. Xin chúc mừng các bạn. Và lúc này chúng tôi thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn tới hai thành viên ban giám khảo, tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh và ông Đàm Quang Thắng đã đồng hành cùng với chương trình ở phần chơi đầu tiên và phần chơi thứ hai. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như việc cứu nạn, cứu hộ luôn là một trong những công việc có tính chất nguy hiểm và rủi ro cao, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người trong cuộc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tế đó là sự thiếu thốn và lạc hậu về phương tiện vật chất cũng như kỹ thuật trang bị cho các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ. Với chủ đề giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn, chương trình Sáng tạo Việt số 16 tuần tới sẽ giới thiệu đến quý vị những ý tưởng sáng tạo và cuộc tranh tài sôi động của hai đội chơi là đội Robocon đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự và đội SET10 đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đặc biệt là cùng tìm hiểu về giải pháp công nghệ mới, dây đeo phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn của tác giả Nhan Thành Út. Mời quý vị và các bạn đón xem Sáng tạo Việt, đánh thức tiềm năng. Quý vị và các bạn đang đến với phần chơi tiếp theo của chương trình vừa chơi mang tên Lựa chọn thông minh. Thưa quý vị, chắc hẳn là khi nghe tên của phần chơi thứ 3 này thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu được nhiệm vụ của hai đội chơi trong phần chơi thứ 3. Nhiệm vụ của các bạn là lựa chọn một trong các phương án của câu hỏi chúng tôi đưa ra. Đây là những câu hỏi lựa chọn. Nếu như đội nào có tín hiệu trả lời trước và trả lời chính xác, đội đó sẽ có được mức điểm thưởng tối đa đó là 500 điểm. Đội nào trả lời sau nếu chính xác sẽ chỉ còn lại 300 điểm. Chính vì thế mà việc đưa ra câu trả lời trước là rất quan trọng để chúng ta có được mức điểm thưởng tối đa. Chúc cả hai đội chơi của chúng ta may mắn và thành công ở hai cơ hội trong phần chơi này. Trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, sau đây sẽ là phim tình huống thứ nhất của chúng tôi. Xin mời. Tình hình như thế nào? Em nói cho chị nghe đi. Dạ thưa chị, tình hình là đang rất tình hình đấy chị ạ. Doanh số của chúng ta quý này có khi là giảm đáng kể, là tại vì sản phẩm của mình đang mất dần thị phần do là thiếu sức cạnh tranh. Có khi doanh số phải giảm đến quá nửa. Nó giảm quá nửa biết vì sao không? Là dây chuyền sản xuất của chúng ta bị lạc hậu. Sản phẩm sản xuất ra ấy là chi phí cao, mẫu mã không đẹp,
không có sức cạnh tranh với đối thủ. Điều này tôi đã nói với mọi người từ lâu rồi, nhưng có ai chịu nghe tôi đâu. Là cậu á? Sao nữa? Thế tại sao lúc tôi giao cho cậu phụ trách dự án ứng dụng kết quả liên kết với viện nghiên cứu cơ khí để cải tiến công nghệ, cậu không làm là sao? Thì tôi vẫn đang nghiên cứu đấy thôi. Đấy, cái việc quan trọng thì không làm, suốt ngày chỉ nghiên cứu thôi. Từ lâu ấy, tôi đã thấy công nghệ của chúng ta rất yếu kém. Vì vậy tôi đã đầu tư phát triển công nghệ, thay đổi công nghệ. Nhưng cậu làm chậm quá. Đấy, quá chậm, em mới nói rồi. Lúc mà chị bảo chứ anh không làm luôn đi. Này này, cái lỗi mà để giảm doanh số này là một phần lớn là ở anh ấy nhá. Cô có biết chậm là bởi vì sao không? Bởi vì tôi còn đang bận nghiên cứu cái hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí của nhà nước. Sao? Cậu vẫn còn lăn tăn cái điều đấy á? Tôi đã nói với cậu rồi, cái dự án này của chúng ta là dự án ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ và khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng và sự cạnh tranh cho sản phẩm. Đã được nhà nước hỗ trợ rồi, cậu còn thắc mắc cái gì nữa? Ôi giời ơi, khổ quá anh ạ. À, ai mà chẳng biết là cái đấy là được hỗ trợ kinh phí rồi. Bây giờ anh nghiên cứu cái gì? Em thấy anh chỉ lắm lý do. Bây giờ cô biết cụ thể là bao nhiêu phần trăm không? Thì với cái dự án của công ty mình, ít nhất là nhà nước sẽ phải trợ cấp cho mình 10% vốn đầu tư. 10%? 10%? 10% cái bé tí này thì làm cái gì? Này, với 10% ấy, thì cái dự án của công ty mình chỉ còn dẫn đến phá sản thôi. Thôi. Chung công ty với nhau mà bây giờ cứ đấu đá nhau như này à? Theo tôi được biết ý, thì cái dự án của chúng ta sẽ được nhà nước hỗ trợ khoảng 50% vốn đầu tư. Thôi đi chị ơi. Chị xuống mặt đất đi, chị đừng ở trên mây nữa. 50% ấy thì không đến lượt công ty mình đâu. Cùng lắm ấy chỉ được 30% thôi. Tôi bảo 10% ấy thì ông lại chê là ít, mà chị bảo là 50% thì ông lại bảo là nhiều quá. Này, bây giờ ông giỏi gì ông làm đi, ông đầu tư đi, tôi rút vốn không làm nữa. Thôi. Không tranh cãi nhau nữa. Lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ cãi nhau chằng chằng như này à? Hương. Dạ. Bây giờ em về em tìm hiểu với cái dự án của công ty mình sẽ được nhà nước hỗ trợ chính xác là bao nhiêu phần trăm. Vâng ạ. Còn cậu, cậu về nghiên cứu nốt cái phần mà tôi giao cho cậu nghiên cứu đi. Nhanh lên, rồi đưa kết quả. Chúng ta đã vừa theo dõi phim tình huống đầu tiên. Và sau đây sẽ là câu hỏi của chúng tôi. Công ty Hùng Cường hợp tác nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả đó để thực hiện dự án nâng cao năng suất và sức cạnh tranh cho sản phẩm của công ty. Theo chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ, công ty có thể được nhận hỗ trợ như thế nào? A. Được hỗ trợ đến 10% vốn đầu tư cho dự án từ ngân sách nhà nước. B. Được hỗ trợ đến 30% vốn đầu tư cho dự án từ ngân sách nhà nước. Và C. Được hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án từ ngân sách nhà nước. Hai đội chơi đã đưa ra sự lựa chọn của đội mình. Một đội lựa chọn là C, một đội lựa chọn là B. Như vậy là theo đội VFU các bạn cho là 50%. Còn đội CKSD các bạn nghĩ là 30%. Để tạo thêm nhiều chính sách ưu đãi về khoa học công nghệ hơn nữa thì hiện nay Luật Khoa học và Công nghệ 2013 đã quy định về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau. Khoản 2 điều 32. Hỗ trợ đến 30% vốn đầu tư cho dự án của doanh nghiệp ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Như vậy, phương án chính xác của chúng ta đó chính là B. Xin chúc mừng đội CKSD với câu trả lời đúng. Thưa quý vị, với câu trả lời chính xác vừa rồi thì đội CKSD của chúng ta đã có thêm 500 điểm và hiện nay các bạn đang sở hữu mức điểm là 5.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Và mức điểm thưởng 5.500.000 đồng cũng chính là số điểm đang có trong quỹ của hai thành viên đội VFU. Đội nào sẽ có mặt trong vòng đặc biệt của chúng tôi đây? Đội nào sẽ tiếp tục đồng hành? Chúng ta sẽ biết được sau khi đến với cơ hội thứ hai. Đó chính là câu hỏi thứ hai. Và như thường lệ, xin mời quý vị, hai đội chơi để hiểu hơn về nội dung câu hỏi, chúng ta sẽ cùng đến với phim tình huống tiếp theo của chương trình. Ôi kìa em, rồi ôi tại sao nó nặng thế này? Em không gọi anh xuống anh đỡ cho em một tay. Cái quyển sách nó to nó nặng thế này mà tay này bê vào thì mỹ phẩm đâu ra mà chát vào cho nó đủ. Gớm, hôm nay anh làm gì mà lạ thế? Này, hình như định nhờ em việc gì đúng không? Thì có việc gì đâu. Dạ. Anh chỉ sợ em không chịu được khó nhọc chứ mà anh ra anh đỡ em. Vâng, em cảm ơn anh. Dạ anh chào sếp ạ. Dạ em chào sếp ạ. Cô cậu có vẻ tình cảm quá nhỉ. Ờ dạ không ạ. Dạ em thấy cô ấy bê nặng quá, em định ra đỡ cô một chân một tay thôi mà có gì đâu ạ sếp. Đỡ một chân một tay à? Dạ. Cô Xuân. Dạ. Hợp đồng thế nào rồi? Thưa sếp, hợp đồng nào ạ?
hợp đồng nghiên cứu hợp tác phát triển công nghệ nano với công ty Thiên Long đến đâu rồi? Ô dạ thưa sếp, là em tưởng cái đấy nó mới chỉ là bản kế hoạch thôi chứ ạ. Sao bây giờ lại thành hợp đồng? Kế hoạch, tôi đang muốn làm luôn. Làm luôn à? Dạ thưa sếp, thực ra thì em cũng đang gấp giúp làm để cho nó xong trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà vội cũng không thể vội được đâu ạ. Sao lại không vội? Tôi vội. Cô lại bảo không vội để có thời gian buôn dưa lê dưa chuột với nhau phải không? Dạ không ạ, dạ sếp hiểu lầm bọn em rồi ạ. Thú thực với sếp là trung tâm của mình là một tổ chức về khoa học công nghệ mới được thành lập. Bây giờ những chứng nhận về quyền đăng ký sử dụng hoạt động chưa có. Thì bây giờ em soạn thảo hợp đồng xong cũng chưa thể ký ngay được ạ. Đúng đấy ạ, chưa ký được đâu sếp ạ. Chưa ký được đâu à? Dạ. Vậy thì cái việc xin cấp cái giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ tôi ra cho ai làm nhỉ? Dạ em ạ. Thế cậu đã nộp hồ sơ chưa? Dạ báo cáo sếp là chưa. Đấy, việc của mình không lo, còn dỗi hơi đi lo cho việc của thiên hạ. Dạ, sáng mai em sẽ nộp ngay ạ. Chỉ sau khi nộp hồ sơ từ 10 đến 15 ngày là sẽ có kết quả thôi sếp ạ. Ông này anh, anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Đừng có mà hứa bừa. Em nghe nói cái vấn đề này là phải đến 1-2 tháng mới xong đấy. 1-2 tháng cơ? Vâng. Người thì 10-15 ngày, người thì 1-2 tháng. Dạ. Ăn ý với nhau quá nhỉ? Này, tôi nói cho cô cũng biết nhá. Cái dự án hợp đồng ấy trị giá hàng trăm triệu đồng đang chờ vào cái giấy chứng nhận của cậu và hợp đồng của cô đấy. Dạ chúng em sẽ cố gắng ạ. Một vấn đề nữa chúng tôi đã dành đến với hai đội chơi trong phiên tình huống vừa rồi, và chúng tôi đã cụ thể hóa trong câu hỏi như sau. Cơ quan của anh Tùng đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đến cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định, cơ quan anh sẽ nhận được kết quả trả lời trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ? A. 15 ngày. B. 30 ngày. C. 60 ngày. Cả hai đội đều lựa chọn phương án A là 15 ngày. Tuy nhiên thì tôi thấy là hai thành viên của đội CKSD các bạn đã đưa ra câu trả lời trước. Và đội còn lại là đội VFU các bạn đưa ra câu trả lời sau. Nhưng quan trọng hơn là phương án A có đúng là đáp án của chúng tôi hay không? Đúng không ạ? Tại điều 9 Nghị định 08-2014 NDCP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong thời hạn không phải là 30 ngày mà là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ không được chấp nhận, cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó có nêu rõ lý do. Như vậy, phương án chính xác của chúng ta đó chính là phương án A, 15 ngày. Chúng tôi xin chúc mừng đội VFU, các bạn có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên thì các bạn đã đưa ra sau khi mà đội CKSD có câu trả lời. Vì thế các bạn sẽ chỉ có 300 điểm thôi. Và hiện nay số điểm đang có trong quỹ của đội VFU đó là 5.800 điểm. Xin chúc mừng. Còn đội CKSD các bạn đưa ra câu trả lời sớm và chính xác nên các bạn đã có thêm 500 điểm nữa. Chúc mừng các bạn. Và hiện nay các bạn đang sở hữu là 6.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, sau 3 phần chơi cho tới lúc này đây, chúng ta cũng đã biết được đội nào sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vòng thi đặc biệt của Sáng tạo Việt tuần này. Đó chính là hai thành viên của đội CKSD đến từ trường Đại học Sao Đỏ. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ thì hai thành viên của đội CKSD hãy sẵn sàng để chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thử thách tiếp theo của chúng tôi dành đến cho hai bạn. Đó là những thử thách trong vòng đặc biệt của Sáng tạo Việt. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đặc biệt của Sáng tạo Việt. Và vòng thi đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi dành đến cho hai thành viên đến từ trường Đại học Sao Đỏ. Đó là các bạn của đội CKSD. Hiện nay các bạn đang có là 6.000 điểm tương ứng với 6 triệu đồng. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là các bạn sẽ vượt qua những thử thách tiếp theo trong vòng đặc biệt này, để các bạn tạm biệt chúng tôi ra về không chỉ với 6 triệu đồng mà còn có thêm một món quà giá trị nữa. Đó là chiếc điều hòa thương hiệu Shimizu với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Chúc các bạn sẽ thành công. Ở phần chơi này các bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi lựa chọn của chúng tôi đưa ra trong vòng thời gian là 60 giây. Và cũng trong vòng 60 giây các bạn sẽ có quyền trả lời 2 lần cho một câu hỏi. Đây là quyền lợi các bạn. Các bạn hãy tận dụng để có được 5 câu trả lời chính xác. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây rất quan trọng cho hai thành viên của đội CKSD. Các bạn sẵn sàng chưa? 60 giây bắt đầu. Câu 1.
GNP là chữ viết tắt của A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp, B. Tổng sản lượng quốc gia, C. Tổng sản phẩm quốc nội. C. Không chính xác. Câu 2. Xuất khẩu hạt điều năm 2013 đạt 261.000 tấn với kim ngạch gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng này tăng 30% so với năm 2012. A. 10%, B. 12%, C. 15%. B. Chính xác. Câu 3. Theo Tổng cục Thống kê năm 2013, thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là A. Nhật Bản, B. Mỹ, C. Hà Lan. Mỹ. Chính xác. Câu 4. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, năm 2013 Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên đứng thứ mấy thế giới? A. Thứ 2, B. Thứ 3, C. Thứ 4. À. Không chính xác. Câu 5. Tính đến hết năm 2013, thị trường nhập khẩu chè đen lớn nhất nước ta là A. Nga, B. Ba Lan, C. Pakistan. À. Không chính xác. Câu 1. GNP là chữ viết tắt của A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp, B. Tổng sản lượng quốc gia. B. Chính xác. Câu 4. Rất đáng tiếc là khi chúng ta quay trở lại lượt trả lời thứ hai của các bạn thì thời gian đã kết thúc rồi. Như vậy là đội CKSD các bạn đã trả lời được chính xác 3 câu hỏi trên tổng số 5 câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Chúng ta sẽ cùng đến với câu 4. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, năm 2013 Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên đứng thứ mấy thế giới? Đáp án của chúng ta là thứ 3 chứ không phải là thứ 2 như các bạn đã lựa chọn. Câu 5. Tính đến hết năm 2013, thị trường nhập khẩu chè đen lớn nhất nước ta đó chính là Pakistan chứ không phải là Nga. Thưa quý vị, như vậy là đội CKSD các bạn đã không có thể vượt qua được cả 5 câu hỏi của chúng tôi. Vì thế mà các bạn sẽ không nhận thêm được bất kỳ một phần thưởng nào nữa từ chương trình. Các bạn sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với số tiền thưởng là 6 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, để hướng tới một nền nông nghiệp không chỉ tăng trưởng về chiều rộng mà còn phát triển về chiều sâu thì chúng ta cần phải quan tâm và chú ý tới công tác quản lý cũng như là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp. Điều này sẽ giúp có thể nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng của sản phẩm, giá trị của sản phẩm. Đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để kéo người nông dân quay trở lại với đồng ruộng. Chương trình Sáng tạo Việt tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.